Rồi, ok. Hello tất cả bạn nha. Video này chúng ta lại tiếp tục với băng game Araka mình nhé bạn. Mình lại quay trở lại đây. Hiện tại giờ là mình đang cố gắng farm thật là nhiều mấy cái Knuckle Berry các bạn. Để chế mấy cái tên ngủ á, X500 á. Chắc là chế mấy cái tên thôi các bạn, chứ không chế đạn á. Tại chế đạn tốn quá. Chơi bắn tên luôn đấy không? Tại vì ở đây mình có được cái nỏ kiểu cũng 160 mấy% nữa các bạn. Bắn nó cũng ngang ngửa với lại cái súng á. Vì thế là chế tên thôi. Khỏi chế đạn à, chờ nào có cái súng lông nách kiểu mà nó có nhiều nhiều phần trăm đó bạn thì chúng ta hãy chơi đạn à. Để tập này gắng cố gắng bắt cái con boss gùa thử bạn. Nhiều bạn nói với mình là con boss gùa kiểu nó quánh cũng khá mạnh đó. Rồi, nãy giờ thì mình cũng chế được 9 tên rồi nha các bạn. Giờ farm thêm mớ này nữa là chắc cũng được mười mấy tên đó. Đó, Knuckle Berry á. Quá nặng luôn mấy ơi. Rồi, chuyển hết mấy cái Knuckle Berry qua đây các bạn. Đó, chơi được thêm 6 bình nữa. Với nãy 9 tên rồi. Với lại mình có được 20 cái tên X100 nữa các bạn, mang theo luôn. Là được mười mấy tên ha, 15 tên. 15 tên là cũng đủ để bắn xỉu con gùa các bạn. Được rồi, yêu thích series video này của mình thì nhớ like và sub giúp mình tiếp nha các bạn. Coi coi mình bay qua đây kiểm tra thử không. 9 tên này thì chắc đủ rồi đó mọi người. Đây. Tập trước là mình đã bắn được 146.000 tu bộ các bạn. Con này là tới 150 luôn. Đó, rồi chính ta là thấy không đủ rồi mọi người. Không đủ các bạn ơi. Hình như cái con này kiểu xuống nước là cái tu bộ nó được giảm lên hay sao bạn? Để mình kéo nó lên trên bờ thôi. Tại vì tập trước mình nhớ là mình bắn nó một phát là tới 50 mấy ngàn luôn á. Đó, 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 thấy không? Kiểu cái con này xuống nước là nó được giáp hay sao bạn ơi, nó kháng lên bạn. Như vậy là bắt thanh niên này là kiểu phải dụ nó lên trên bờ nhé bạn. Bắn một phát là thấm luôn á. Dạ. Phải không ta? Hay là do kiểu mà mình bắn ngay đầu nữa bạn. Bây giờ hay là do mình bắn ngay đầu nữa các bạn ơi. Mình nghi nghi quá à. À dám lắm các bạn. Kiểu hình như bắn ngay đầu nữa hay sao các bạn ơi. Chứ không phải là xuống nước. Đó, đó, hợp lý rồi đó. Rồi, thiếu nữa rồi. Bây giờ nào quá. Giờ lấy thêm 5 tên kia nữa chắc đủ không? Như vậy là chắc bắn ngay đầu rồi bạn ơi. Chứ không phải là kiểu nó xuống nước đâu. Như vậy tính ra kiểu mà chế cái đạn này lên mơ nó còn ngon nữa bạn. Thôi, giờ mình chế này luôn. Đó, 6 tên hả? Chắc là tập trước kiểu mà mình bắn cái đạn của cái súng các bạn vô cái mình đó rồi. Thế là kiểu tu bộ nó thấp á. Trăm bốn mươi. Này, để mình canh ngay cái đầu nữa ha. Ngay đầu rồi. Rồi xỉu, ok. Xỉu rồi, xỉu rồi, xỉu rồi. Đây, quà hạ sát nè. Cái con này kiểu mấy con boss các bạn là nó không có cái giới tính đâu. Thì thế là chắc là không phối được rồi. Keep one. Quên, con này kiểu mà quánh là cái sát thương nó lan rất là dữ các bạn. Không quýnh luôn mấy ơi. Vẫn cái nó thuộc level rồi. Đó, ngon lành canh đào.
Rồi, có yên luôn. Quá dữ. Quá xịn nha mày. Cởi cái con rùa này kiểu làm mình nhớ tới cái cởi cái con rùa quyền vũ của bạn. Mod Mai TH đó. Quyền vũ á. Nhưng mà con kia kiểu nó màu đen đó mày. Wow. Con này kiểu mà quánh sát thương cũng kiểu mà rất là lan nha. Quánh diện rộng đó mày. Cái tầm đánh nó khá rộng luôn á. Mình vừa chơi chiêu chuột phải đó bạn, mình đã chịu hồi mấy thằng đệ nè, mấy thằng đệ Water Tornado với bạn, lốc xoáy nước đúng không? Mấy thanh niên này như là Dodo. Ủa sao không thấy cái bóng dáng của mấy con Dodo đâu? Để mình di chuyển lên đây test thử nhé bạn, chiêu C thử coi. Đó, chiêu C đó. Tính ra chiêu C cứ mà spam liên tục được nhé bạn, chiêu X rồi. Con này không có chiêu X. Không có chiêu Q luôn. Chỉ chiêu C với lại chuột phải à. Chuột trái thì cặp thường. Đó, mình đang dùng chiêu chuột phải bạn, chiêu hồi mang đệ đó. Chiêu hồi lóc xáy đó. À, như vậy là kiểu nó không có ra hình cái con Dodo với bạn, nó chỉ ra cái xáy nước vậy thôi à, cái lóc xáy nước vậy nè. Tồn tại hình như là 20 giây. Rồi, để mình tay le về lấy mấy cái Dino Chucker đó. Đó, Dino Chucker. Cái con gùa. Dạ. Rồi hết được luôn. Rồi. Cho nó ăn cái Dino Chucker các bạn. Ở đây có mười mấy bình kinh nghiệm nè, cho nó ăn luôn. Đó, lên được 7-8 cấp nha. Vậy là còn 10 cấp nữa là full đó. Rồi thôi. Con này mình thấy cái mà tăng máu sao thấy thấp dữ ta. 500.000. Cho lên 600 luôn các bạn. 660. Con này kiểu solo căng boss thấy ổn các bạn. Kiểu là nó phải quánh cận chiến á. Rồi, cho mấy thanh niên này nuôi trò nữa nha. Rồi. Để mình đi đại chiến thử các bạn. Rồi, 14.000. Cái này kiểu phải gặp boss đó các bạn, quánh thử mới biết được chứ mấy con thường thường này là không đã. Chiêu chuột phải cái nó gồng. Con gồ này mình nghĩ là kiểu quánh với lại cái con boss Tony với bạn, con boss lửa nó sẽ khắc hệ không. Đây, cho mình chế thử cái cục summon thử.
cần hai trứng volcanic nha bạn, mấy cái máu với lại da. Đây máu nè, da. Rồi thiếu mấy cái da volcanic nữa bạn ơi, trứng thì chắc đủ rồi đó. Máu thì còn thiếu có mấy chục nữa. Đây mình phải tìm một con volcanic nào đó để farm mấy cái da với lại máu. Đó còn thiếu 200 da nhé bạn, với lại mấy chục máu nữa. Rồi phải kiếm con volcanic nào để farm mới được. Đây, mình sẽ qua bên đỏ test thử ha. Đây, càng quét thế giới mọi người. Con này cứ té từ trên cao xuống nó cũng bị mất máu nữa. Chậm quá các bạn, con này đi chậm quá. Đây, mình thấy cái con ngọn lửa đấy không? Đi tìm mấy con volcanic pha mấy cái máu cái. Giờ phải đi con này cho nó nhanh. Xanh mai thích. Mình có cảm giác hình như là cái con gùa các bạn là nó farm được nhiều hơn hay sao. Đây, để cặp thử cái nha. Wow, kiểu cũng dữ lắm nha bạn, cũng chiều máu ghê gớm lắm á. Đó, con gùa cặp cái là cũng được 600 mấy máu rồi. Mình cảm giác nó cặp được nhiều hơn. Rồi, hết thú luôn. Mới xóa thú cái kiểu bây giờ bay vòng vòng khó tìm thú rồi. Nó chưa spawn ra lại. Chứ hôm trước các bạn thấy không, bay vòng vòng tí là cả đống boss luôn. Đây, để mình kiểm tra thử không. Mấy con boss là chúng ta có thể là chế tạo summon được. Nè, ví dụ như mấy con nightmare đây nè. Đó, mình thấy mấy con nightmare này kiểu nó cần rất là ít máu đó bạn. Đây, để tí nữa mình triệu hồi thử mấy con này ha. Triệu hồi thử mấy con nightmare này rồi đập nó thử ha. Sẵn test đam cái con gùa luôn. Quay ra tới đau xương. Đau xương gì bữa nay cũng vắng dở lắm mày. Vắng que luôn. Kiểu nó chưa spawn đó.
thôi. Còn thiếu máu của Legendary với bạn. Với lại Mythic. Mythic thì dễ rồi. Ồ, ở đây có con Legendary nữa bạn. 150 luôn. Ủ quá. Giờ mà giết mấy con này cảm giác ủ quá. Legendary. Ở bên đây có thấy sa đồ tu cây nữa bạn. Legendary. Ồ, đây 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 đây, đây có con Legendary nè. Con cái luôn mấy ông ơi. Có nên giết không ta? Thôi đi ha, con này cứ sau này dùng để cho nó làm trứng các bạn. Đó, mình thấy con này kiểu mà nó đẻ trứng nè. Đó, Legendary. Rồi, như vậy thì mình sẽ qua đây giết con 150 nữa các bạn. Con này cũng không cần lắm. Giết luôn. Rồi, được 300 mấy máu. Máu Shadow. Còn thiếu máu Mythic à. Đây, mấy con Mythic đây. Rồi, để kiểm tra thử nha bạn. À, con này cứ mà nó cạp được có 300 mấy máu với lại 300 mấy da. Các bạn thấy chưa? Để mình test thử con rùa thử. Con rùa là chắc chắn là farm nhiều hơn luôn bạn, mình có cảm giác vậy. Đây. Test thử nè. Chơi đồ kiếm chuyện thôi bạn. Đó, mình sẽ test thử con rùa nha. Ông các bạn ơi, cũng 300 mấy không các bạn. Nó cũng vậy hả các bạn. Cũng xem nha. Chủ yếu là cảm giác các bạn. Rồi, bờ lút cá đóng luôn. Mì thích rồi. Rồi. Chế được mấy cục summon mấy con này me nhé bạn. Đó, tạo thử con Chike nè, Raptor nè, Kano nè, Suti nè. Ồ, có Dodo Ripper nữa bạn. Spino nè, Red nè, Dodo Ripper. Đó, đủ bộ luôn mấy bạn. Đủ nguyên bộ luôn ha. Rồi, cho mình đấm hết thử coi. Sao ta, qua bên hang động test à. Rồi, mình nghỉ khỏi luôn các bạn. Quánh mấy con này, qua đây luôn đi, quánh chỗ trống trống cho nó về. Đó, đấm ở đây luôn ha. Rồi, chạy đi con. Đấy, cho con rồng nó đi xa xa chứ mày. Tại mình không có đem nó về được. Trời ơi, trời ơi.
Thấy cũng mạnh mạnh đó mọi người. Thế mình đi xích xích lại đây các bạn cho nó chắc. Đó, giờ để chiêu hồi thử coi. Con nào giờ ta? Con chi ke đi các bạn. Chi ke đi không? Đó, hồi nay me này hôm trước là mình cũng đã từng thấy vàng máu là cũng mấy chục triệu máu á. Sao mình có linh cảm bất ổn quá mọi. Mày mạnh không vậy? Có cái nào quanh cái cúc luôn ơi. Ủa sao nó đứng im ru rồi ta? 112 triệu máu. Ôi là trời, 112 triệu máu luôn đây. Giờ mới đi luôn á. Mình quánh nó như gãi ngứa luôn không ơi. Thấy này chiều lắp cái nước này nó hiểu cái gì đó. Thấy cái chiều lắp xây nước là nó không có giúp gì được luôn cho mình luôn rồi. Ôi nhưng mà đỡ cái là con này nó không có đánh luôn rồi, nó không có đánh. Trời sao nó không đánh vậy, không có đánh. À, vậy thì mình sẽ xài con này các bạn. Không có đánh luôn rồi. Rồi thôi xong. Con Nightmare này mình không biết là xài cái gì để quánh nó luôn rồi. Mà đỡ con cái là nó không có đấm các bạn. Có thể là con chi ke này nó bị lỗi hay sao ấy. Hay là nó kẹt gốc vậy đó, nó không đấm nữa. Chứ con này nó chịu đấm nó chắc gãy răng luôn, bể đầu luôn. Thấy là cũng máu cũng rít máu đó bạn, nhưng mà hơi lâu. Đúng chưa, dùng con Tony này của mình quánh được á, nhưng mà nó hơi lâu thôi. Tính ra hôm trước là cái con Volcanic Dragon của mình nó ngon đó bạn, kiểu nó cạp cái con kia mấy chục triệu máu các bạn nhớ không, còn nó trừ thêm 100 máu á, giờ nó fit lại luôn rồi. Cái này mà kiểu mà nó nôi thùng lên nó quánh nó được cái là coi như chết hết đấy mày. Ơ à. Sao tự nhiên nó mất một cục máu kìa, sao tự nhiên nó mất một cục máu kìa. Hảo nha, hảo nha. Bang. Mình ra lệnh cho mấy con bồ mình quánh này. Đó, chơi đấy con. Mình đứng nó đứng im mà nhập tiếng. Nó mà quánh lại thì con chút hết. Đó, mấy bồ mình làm việc cho được các bạn. Được đó. Thì nó nổi khùng lên thì coi như chết nha mày. Yeah.
cho tinh tinh vô quánh các bạn. Đấy, tinh tinh nó kiểu nó tự quánh là nó chưa hỏi mấy đại nó đừng á. Cho nó một hồi con này mà kiểu nó thuộc lên nó quánh được một cái là mấy sầu nó luôn. Cái bên gì mà không chết luôn. Ai cho gặp quá. Rồi còn nào qua trễ giúp dùm nó ta. Gặp phai vi văn nữa. Kiểu mình phải lên thời gì đó hao quánh con đó mày. Chứ giờ quánh không nổi rồi. Chầu quá chầu. Rồi, cắt mấy cái này đi ha. Để lên thời đem mua nick gì đó, chúng ta hao đấm nữa. Đây, ở đây mình có Kibble Shadow phải không? Với lại Kibble Fairy nè. Em. Để đi bắt mấy con này các bạn cho nó làm trứng nè. Giấy thêm vài cái nữa. Còn thiếu trứng hero với lại mấy cái trái cây. Đó, trứng hero. Rồi, anh chạy qua đây kiểm tra thử nha. Đó. Mấy trái cây nó đã lên nữa mày. Ui, 30 trái luôn. Lấy ra hết gì có khi nào nó mắc luôn không mày. Có cần chừa lại không ta.
À, nó vẫn còn ở đây, nó vẫn còn cái hạt giống nè. Đó, mặc định nó vẫn còn cái hạt giống nè. Không sao, tí nữa nó sẽ lên lại vậy. Tiếp bò, Shadow. Rồi, chủ yếu là thiếu trứng hero quá. Chơi mấy cái tên luôn. Đây, em quay lại cái vị trí hồi nãy thử coi coi mấy bồ mình được. Chắc cho nó tự động đánh bên đó luôn anh. Đầy lên. Ta le giờ là nó đầy máu lại không? Thôi đi luôn các bạn ơi. Nó đầy máu lại. Cái này mấy con đó là chắc là phải mình lên tới hồi Demonic gì đó quánh nó mới thấm á. Chứ tầm này dễ gì quánh nó thấm được. Ôi có con nào đó kẹt ở trong này nè. À con bờ đòn to. Heavy. À, để farm thêm một tí Knuckle Berry. Mình chỉ giữ lên mấy trái cần thiết thôi. Tính ra là cái bản game này của mình là tới X10 đó các bạn. Phải để như mặc định X1 rồi farm chắc khủng. Đa rồng. Rồi, gọi mấy đại về đi. Cái bên kia hồi thằng kia nó chó điên lên nó quánh chết ngắt hết. Gì đâu. Đó, cho nó về hết à. Tầm này chắc là mình qua bên kia mình bắt cái con người đá xa đồ các bạn. Để test thử á. Được rồi. Bây giờ mấy con tu cây giờ nó cũng mất tiêu hết rồi. Bình X500 nha. Bình thường mấy con sa đồ tu cây là nó nhiều má ơi luôn. Giờ tự nhiên không thấy con nào. Ôi đây nè. Đây muốn nít nữa bạn. 145. Mấy con kiểu sa đồ tu cây hay là mấy con này con kia đó bạn. Bình thường là nó cũng hay ở trong mấy cái bụi này nè. Mà kiểu rất là khó biết nó ở đâu á. Phải có cái máy tìm thú mà kiểu nó hoạt động ngon ngon tìm cho nó dễ. Legendary. À dạ, dạ. Mình cũng cần giết con quỷ này luôn.
để farm một mới da. Da với máu. Đó, mình cần mấy cái da với lại mấy máu của mấy con này. Bài nãy giờ qua tới bên đây luôn các bạn. Ủa, đây mình thấy cái con Lightning nữa các bạn. Lightning giết luôn. Rồi, đây là thấy demo nick Ripper Win luôn các bạn ơi. 135. Từ đá xa đồ nữa các bạn. Mà con này có 35 à. Ồ, lâu lắm rồi mới gặp cái con này nó bay. Cái con khu lông quế nè. Thầy ta không có bình máu. Chết rồi, không có bình máu. Mang mấy cái bình máu theo. Đây, chơi tên nữa, nghỉ chơi súng rồi. Đàn súng tốn kém quá. Rồi, 14 tên nha mày. Đấy. Mình cởi con này qua càn quét thế giới. Ở trên người con này không ta leo qua được. Không ta leo qua gì, có khi nào lụm lúa luôn không ta? Rồi, hết tay leo qua được luôn các bạn. Thằng lao xin ba chào thiệt chứ. Rồi, giờ mình phải tay leo qua bên cái trụ xanh nè. Con mai thích cú ấy là 150 luôn các bạn. Rồi để dành luôn rồi. Để dành ở đây đây nữa mình bắt. À cái con gọc điện nè. Bữa giờ còn bị kẹt luôn. Chỉnh gamma lên rồi. Đó là con demon Ripper Win để dành. Chắc là mình để dành luôn rồi.
Người ta xa đồ farm được mấy cái quỷ đây các bạn. Này là phải cho con rồng của mình đó. Đó, con này là qua cặp phát. Đó, hợp lý luôn. Cặp phát cũng đóng mấy cái dầu các bạn. Đó, con rồng này là mới đúng. Thôi, dê. Có cái ra đâu đi nè, hôm trước là gần gần chỗ này với bạn, có con người đá đó 130 với bạn, 130 luôn, ăn 3 kiếp bồ mà nó có 18-17 ngàn tu bồ, giờ sẽ thấy nó phèn với bạn. Ô bắn không lên luôn. Con này kiểu bắn không lên luôn các bạn ơi. Ôi, con này chắc không ngon đâu rồi. Đúng rồi, thôi nhìn cái màu đó là mình thấy không ngon rồi. Cái cách ta đánh là thấy hơi phế rồi đó. Có Legendary Kairuku nữa đó mày. Giờ là chủ yếu kiếm mấy con Shadow cái các bạn, mấy con tu cây á, và mấy con khác là con Vivan nữa nè, mấy con Fairy á. Đây 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 có cấp 50 nữa các bạn. Đây này, này con đại bàng nè, đúng nó nè, đúng thứ mình cần nè. Để về làm chứng thì anh ta lên thời của mình nên chúng tôi cũng theo. Đúng thứ mình cần. Thì Fairy là mình sẽ bắt cái con đại bàng các bạn để cho nó làm chứng. Còn cái hại kia bắt cái con tu cây là hợp lý. Dạ dạ tôi sắp chết, tôi sắp chết. Đứng im thôi mày, đứng im thôi. Rồi, ok, tuyệt vời. Rồi, hợp lý đó bạn ơi, một con nha. À đây này, cái con hôm trước nó báo mình đó các bạn. Cái con Tony nè. Demonic level 120. Đúng rồi, qua bên đây cái mấy cái hại Legendary nhóc hết trơn luôn các bạn ơi. Đó, qua đây là Legendary một đống luôn.
Dạ, 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 chết mẹ, chết mẹ. Chết, 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 chết. Rồi gấp các bạn. Thôi con đem con nít luôn. Rồi thời tiết thấy gớm gì, thấy đường hay xá đâu đi tìm thú rồi. Ban ngày không tìm đâu, đi tìm ban đêm luôn. À đây 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 ferry nữa bạn, nhưng mà con này còn được. Nói chung giờ là cũng bay cứu hên xui với bạn. Oh, Volcanic Dead Worm, đúng thứ mình cần luôn ha. Mình đang rất là cần mấy con này. Đây không làm gì, farm máu chứ không làm gì. Farm máu với lại farm da. Đó, có da Volcanic nha mày. Bay qua bên cái núi tuyết bên đây thử. Rồi, anh David bình thường. Giờ kiếm được một con ferry đại bàng nữa là ngon lắm rồi. Beta. À cái con bot điện. Rồi mày lấy chết đây 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 con bot điện nè. Chết mày chết mày tao. Ferry nữa nè bạn. Legendary. Đó mình sắp đi nữa. Quá trời cái thời tiết khi gớm thấy đường đi xá vậy nhưng mà thời tiết gì cũng khó chịu chứ. Làm thịt nó lại cần farm máu mấy con này không. Ui đúng lẹ luôn. Giờ gì chờ nửa cây nữa bạn. Rồi 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 có luôn cái cục summon nữa bạn ơi. Rồi. Đây có luôn cục summon nữa. Nói chung là hên xui thôi. Nên xui là chúng ta có luôn cục summon đó mày. Là cần sum này là gì? Trời nó cho cái đó kiểu nó bắt phải mua chứ mày.
Thà lao thì chứ. Là nó cho mình cái này nữa bạn. Là consume một cái là nó bắt mình mua cái DLC á. Thôi, ai đâu cả. Đây đi ha. À, giữ lại cục này để nữa bắt cái con điện đó bạn, thấy con điện đó chiêu cũng hơi bị ngon đó. Để chắc về luôn các bạn ơi, đợi trời sáng luôn các bạn ơi. Đợi trời sáng đi tìm thú cho nó dễ. Buổi tối bay hồi nhức mắt quá. Đại bàng là thấy giải quyết được cái phần trứng rồi đó bạn. À lên tao biết. Đấy, có trứng rồi đó bạn ơi. Đấy, có cái trứng nè. Đó, trứng. Trứng màu xanh luôn nha. Bắt cái chừng hai con là làm trứng là vừa nha bạn. Đó, có trứng nè. Ngon lành. Giờ bắt thêm con tu cây nữa là ngon lành hơn. Tiếp bò. Để coi coi. Cái bò tiếp theo là Mythic các bạn, Mythic với lại Legendary. Rồi, chắc là mình sẽ tập trung vô bắt mấy con làm trứng thôi mọi người. Để chúng ta lên thời đem mua nít đó. Đi quýnh lộn cho đã. Đúng không? Chứ giờ mấy cái hệ thường thường giờ là kiểu quánh boss nó hết thấm rồi. Tầm này chắc tập sau chiến tiếp nha bạn. Tập sau để mình đi quần mấy cái con sa đồ á. Sa đồ tu cây nè. Nè lên Legendary là phải ưu tiên bắt con này nữa bạn. Đó cho nó làm trứng. Rồi bắt mấy con làm trứng chứ. Để chúng ta lên thời xin xịn á. Rồi từ từ bắt test sao. Giờ gắn kiếm mấy con tu cây á. Nào, Legendary đó các bạn. Sao đồ. Rồi, tầm này chắc là mình tạm dừng đây các bạn. Tập sau chiến tiếp nữa các bạn ơi. Chơi lay quay chưa gì chơi cái tiếng máy nữa. Nhanh má ơi. Cũng nhanh luôn á. Rồi, vừa hết luôn rồi. Xui vậy. Đó, Legendary bên đây cũng nhóc luôn nè các bạn. 145 luôn nè, đó, thấy có hai con đó là thấy ngon rồi đó. Giờ sao rồi, chỉ kiếm con sa đồ tu cây nữa thôi. Thôi, về luôn mấy mày, tập sau chiến tiếp. Để tập sau bắt cái con boss kia luôn ha. Bắt cái con boss điện ha. Rồi, tạm thời dừng đây nha. Yêu thích nhớ cái like, cái giúp mình tiếp nha các bạn. Nè, đó, tính ra là chỉ cần một con thôi cũng đủ nữa các bạn. Nó một con thôi nó cũng làm trứng liên tục luôn á. Không cần phải hai con đâu. Mấy quỷ mấy đại bàng là đẻ như cái máy điện luôn. Rồi, tạm thời chúng ta chiến tiếp. Nhớ like, subscribe kênh giúp mình nha. Like, đăng ký đồ nhiều nhiều vô nha mấy ông.